Mời quý vị sẽ cùng đến với một gian hàng nghe thấy thôi là nhìn thấy thôi, ngửi thôi là hãy tỉnh táo liền rồi. Rồi, chúng ta cùng đến với tinh gọn hiệu quả gói giải pháp kinh doanh cà phê. Dạ. Đắk Lên. Dạ, cà phê Đắk Lên. Mùi thơm rất là nồng nàn, rất là tuyệt vời. Dạ. Xin được mời chắc hẳn phải mời chủ doanh nghiệp chia sẻ một tí về sản phẩm của công ty mình. Dạ, xin được mời anh. Đây. Và anh ơi, hiện tại là mình đang có mức giá ưu đãi như thế nào với Bitcoin và tiền mặt ạ? Mình bán những sản phẩm này như thế nào ạ? Đến với chương trình ngày hôm nay thì em trước giờ là 30% bằng Bitcoin và 70% là tiền. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Cái này là 100.000 tiền Việt Nam đồng và 50.000 Bitcoin. Dạ, bình thường quý vị mua sản phẩm này ở ngoài thị trường là 150.000 đồng, nhưng mà chỉ duy nhất ở tại Bitcoin mà thôi. Chúng tôi đang có một mức giá ưu đãi là 100.000 đồng tiền Việt và 50.000 đồng tiền Bitcoin được chuyển đổi. Dạ rồi, mức giá rất là ưu đãi và hấp dẫn. Đây là mô hình kinh doanh của công ty Ken. Chúng tôi hay hoạt động về chủ yếu cà phê, sau vận từ nông sản, từ cà phê tới tay người tiêu dùng. Và hiện tại trên màn hình thì quý anh chị có thể thấy đó là những sự phần sơ chế của chúng tôi. Và cái khâu thực hiện của chúng tôi đó là trái chín cây cho ly cà phê trầm vị, với lời cam kết là luôn luôn sử dụng trái cà phê chín cho mô hình cà phê của mình. Và quý khách có thể nhìn thấy trên màn hình đó là cái gói cà phê kinh doanh cà phê 30 triệu có thử nghiệm. Và ngoài cái gói kinh doanh này ra, chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ setup những quán mô hình nhà phố, mô hình quán cà phê sân vườn. Và chúng tôi có kinh nghiệm trong vòng là 3 đời trồng cà phê, 30 năm trong ngành đang xây và 10 năm kinh nghiệm trong ngành nhà huy. Xin chào quý vị. 30 năm trong kinh nghiệm mà trong việc làm rang xay cà phê, trong ngành rang xay cà phê 3 đời trồng cà phê, 3 đời trồng cà phê. Và hiện tại là thấy tên công ty mình là Đắk Lên. Dạ, là ở Đắk Lắk đúng không? Dạ đúng rồi. Công ty ở Đắk Lắk và hôm nay thì đang triển khai là mô hình chuyển nhượng thương hiệu hay như thế nào ạ? Nhượng quyền thương hiệu. Nhượng quyền thương hiệu là anh sẽ đến set up tất tần tật mọi thứ, bao gồm là máy pha cà phê, là máy xay nè, cũng như là cung cấp các sản phẩm. Đây là nguyên một gói mô hình luôn ạ. Và quý vị có thể tham quan trải nghiệm ở đây. Dạ. Sản phẩm nhìn rất là ấn tượng, rất là tuyệt vời nha quý vị. Mùi thơm rất là nồng nàn và ngửi thôi đã thấy tỉnh táo rồi. Và đây là lịch sử của cà phê Việt Nam, lịch sử của cà phê Tây Nguyên. Dạ, đây là lịch sử của cà phê Việt Nam và Tây Nguyên. Anh hãy chia sẻ một tí cho em biết là mức giá là nhượng quyền thương hiệu anh, hay là chi phí setup nó khoảng bao nhiêu để cho em cũng như là mọi người mong muốn mở một quán cà phê thì sẽ tìm đến anh ạ? Ok, mình xin chia sẻ là hôm nay tới với chương trình này thì mình Đắk Lên mời các bạn dùng cà phê và được trả ngược lại bằng Bitcoin với tương ứng với một ly cà phê là 20.000, uống cà phê, được uống cà phê và được 20.000 Bitcoin ngày hôm nay. Về cái gói nhiều quyền thì bên mình ngày hôm nay có đưa ra một cái gói startup, tức là khởi nghiệp với chỉ có 30 triệu thôi, và tương ứng với cái gói đó mình tặng thêm 50 triệu Bitcoin. Ngoài ra bọn mình có mô hình kinh doanh là nhà phố với chi phí startup nó khoảng đâu đó khoảng tầm dưới 400 triệu cà phê, và mô hình cà phê sân vườn trên dưới 1 tỷ đồng. Thì cái đó thì bọn mình sẽ đi từng cái nhu cầu cụ thể của các anh chị em. Bên mình có kinh nghiệm về chuỗi cung ứng cho nên bọn mình sẽ hiểu rất sâu về mặt này. Cảm ơn anh chị. Như vậy là với một mức giá rất là ưu đãi, rất là hấp dẫn, tùy theo nhu cầu của quý vị khách hàng, có thể nhà phố hoặc là ngay tại nhà ở của mình, hay là mình sẽ set up một bếp hút cà phê gì đó, thì mức giá dao động chi phí là chỉ có 30 triệu đồng là một cái bút cà phê thôi, đầy đủ sản phẩm cũng như là thương hiệu, sản phẩm chất lượng. Và mức giá cao hơn thì quý vị tùy thêm vào từng thời điểm và tùy vào từng nhu cầu của quý khách hàng. Và sản phẩm ở đây thì có thể nói là hương thơm nồng nàn, tỉnh táo. Và không biết là mình sản xuất, công nghệ sản xuất ra cái sản phẩm này thì anh có thể chia sẻ một tí được không ạ? Ok,
thật sự thì cái sản phẩm của bên mình đặc biệt ở chỗ là sản phẩm chỉ được lựa chọn từ trái chín. Bởi vì như thế nào, trái chín nó có đầy đủ các chất mà có thể giúp cho mình chống oxy hóa, chống quá trình lão hóa, giúp cho mình uống tốt hơn, khỏe hơn. Rất là tuyệt vời. Vậy thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức cà phê nhé, để tỉnh táo, để năng lượng hơn, làm việc hiệu quả và đạt nhiều thành công hơn nhé quý vị. Nào, hãy cùng thưởng thức cà phê thôi. Xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ.